Chúng ta cảm ơn lời Chúa được rao truyền trong vòng chúng ta. Và chúng ta nghe lời Chúa đến một cách rất là mạnh mẽ, rất là chi tiết và rất là đụng chạm trong thời giờ thờ phượng cũng như khi chúng ta đến với lời Chúa sáng hôm nay. Cho nên để chúng ta có thể sẵn sàng, chúng ta đến thưa với Chúa, xin cho lời Chúa sống động và thay đổi chúng ta. Kính lời Chúa, xin cho lời Chúa đụng đến chúng con sáng hôm nay. Đụng một cách thực sự bởi quyền năng Thánh Linh Chúa tận phía bên trong, để tất cả những chi tiết trong đời sống chúng con được phơi bày dưới ánh sáng của lời Chúa, để được thay đổi, được biến hóa, được chữa lành, được đụng đến bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa, để chúng con bước ra trong ân điển Chúa, sống trong sự mạnh mẽ của lời Ngài, sống trong sự sung mãn của chính Chúa Giêsu của chúng con, để tìm kiếm sự vinh hiển của Chúa và đeo đuổi công việc của nhà Ngài, để tất cả những điều trong đời sống chúng con sống cho sự vinh hiển của Chúa và mục đích đời đời của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con trong khi nghe, cho chúng con thấy được những điều cần áp dụng và cho chúng con áp dụng trong quyền năng của Chúa, trong thời điểm của Chúa, trong sức của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Christ. Amen. Tôi không biết quý bạn thì cho em có để ý không, trong khoảng vòng tháng nay khi mình đến thờ phượng Chúa từ các phần kinh thánh ở trong sách Thi Thiên cũng như phần kinh thánh mà chúng ta học trong Cô-rinh-tô, giống như là Chúa đang chỉ ra những cái chuyện hết sức là sai trật trong đời sống của mình và đòi hỏi mình phải trả lời, đòi hỏi mình phải thay đổi mà mình không thoát được, nên là không có xong rồi thôi. Chúa giống như là đòi hỏi mình phải đối diện và thực sự hiểu được vấn đề và phải giải quyết cho chính mình. Tôi nhớ lúc mà mấy đứa con còn nhỏ, nhiều khi mình nói no với nó thì nó làm như nó không nghe, nó không hiểu, thì tôi thường hỏi là what part of no don't you understand? Cái phần nào của cái chữ no mà mấy con không hiểu, chữ N hay là chữ O? Hỏi vậy để nhắc nhở là bây giờ để muốn bà giải thích cái chữ N hay là muốn bà giải thích chữ O. Chữ no là chữ no chứ còn không có cái gì thay đổi thắc mắc được. Thì Chúa cũng đang muốn nói với chúng ta trong đời sống của chúng ta là có những con đường theo Chúa nó được rõ ràng chắc chắn, nó mới du di theo ý muốn của mình. Nó không có phải là chuyện mà mình muốn áp dụng thì áp dụng, muốn nghe thì nghe, muốn làm thì làm. Thành thử để bắt đầu chúng ta ôn lại tí xíu. Tôi muốn bắt đầu từ cái chữ vả ở trong đoạn 10 câu 1, cái chữ vả. Chữ vả tiếng Việt thì nó không có nghĩa gì, nhưng mà nó có nghĩa cái nối kết là cho nên, vì vậy, vì thế. Ông nói là vì thế cho nên, thì tức là ông đang nói cái điểm ở phía trên mà đang nối kết với phía dưới này. Ông nói có một cái vấn đề mà tôi đã đưa ra cho anh em và anh em phải hiểu và giải quyết. Bởi vì anh em tôi chẳng muốn cho anh em không biết. Có những điều mà anh em phải biết, tôi không muốn là anh em sống một cuộc đời mà làm như không biết, không có hiểu vấn đề, không có đi vào cái chỗ áp dụng. Cho nên vì những điều mà đã nói trước và những điều sẽ xảy đến đây, tôi muốn anh em thông hiểu, anh em đứng vào trong cái chỗ quyết định sống động như là một người biết những nguyên tắc này. Cho nên biết nguyên tắc nào thì ông nói biết cái nguyên tắc là đời sống của chúng ta là một cuộc chạy thi nơi trường đua. Ông so sánh điều đó, anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Ông nói là đời sống của chúng ta trong Chúa nó là như một cuộc chạy đua. Cái vấn đề không phải là chỉ là một người được thưởng, nhưng ông nói là chạy ở trong trường đua của người ngoài thi thể thao với nhau thì nhiều người chạy nhưng mà chỉ có một người được thưởng, nghĩa là trong cái cách chạy nó chỉ có một người chạy đúng cách, chạy đúng lúc, chạy đúng thời điểm mà có thể vượt thắng hơn những người khác, cho nên người đó đạt được cái mục đích của mình. Thì ông nói trong đời sống người tín đồ cũng vậy, có những cái cách chạy, có những cái lối sống mà khi đi theo con đường đó thì đạt được mục đích của Chúa. Cho nên anh em có biết điều đó không? Anh em có sống như vậy không? Rồi ông nói là khi anh em hiểu điều đó thì sao vậy? Anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Rồi nói là chạy như thế nào? Thì như những người khác đua tranh thì chịu lấy mọi sự kiên kỵ. Thì ông nói thì anh em cũng vậy. Anh em sống trong cái kỷ luật của cái người có sống có mục đích, đeo đuổi những cái điều kiện trong đời sống của mình để có thể thành đạt được mục đích đó. Có những điều kiên kỵ, có những cái kỷ luật trong đời sống thì anh em chịu lấy. Nhưng mà hiểu vấn đề là người ta vì cái mạo triều thiên hay hư nát, chỉ có một cái vòng lá trên đầu mà người ta đã hy sinh chịu đựng kiên kỵ đủ mọi thứ để được cái mạo triều thiên hay hư nát, thì huống chi
là chúng ta sống hiểu biết rằng cái triều thiên của mà chúng ta nhận lấy, cái phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta là điều không hay hư nát, là điều đời đời, là triều thiên không hay hư nát, thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải chạy xứng đáng với lại cái sự hiểu biết đó, với sự kêu gọi đó. Thì ông chỉ ra, ông nói là như vậy thì anh em phải chạy một cái cách nào, chẳng phải chạy bá vơ, nghĩa là không phải chạy mà cứ nhắm đâu cũng được, chạy sao cũng được, ngày nào muốn hướng hướng nào thì hướng, hôm nay thì đi hướng đông, ngày mai đi hướng tây, bữa rồi chạy lên chạy xuống. Ông nói không phải là chạy bá vơ. Đời sống của chúng ta phải có mục đích, phải có sự đo lường rõ ràng, phải có căn bản rõ ràng, và anh em có đi con đường của mục đích đó không. Ông nói hay là anh em đánh mà như là đánh gió. Ông nói là tôi đánh chẳng phải là đánh gió, nghĩa là đánh thì thấy hăng hái lắm, đấm đá cũng làm như giữ chằng lắm, nhưng mà rồi không thấy đối thủ là ai, chỉ có mình đánh mình là đánh gió mà thôi. Thì ông nói là đời sống của mình cũng vậy, bỏ ra bao nhiêu công sức hụt hạt tới lui, chạy tới chạy lui, làm nhiều chuyện, cuối cùng thì như đánh gió thì không có đạt được cái gì, chỉ tốn công tốn sức mà thôi. Thì như vậy thì phải làm sao hiểu cái cách để chạy, để mà thắng, chạy được thưởng, chạy sống cho đúng mục đích, thì tôi phải đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Tại vì đó là một cái điều kiện là sống trong con đường thuộc linh, thì có cái sự đòi hỏi của đời sống thuộc linh đó, và nó đòi hỏi chúng ta phải sống trong cái kỷ luật thắng hơn, để không bị bỏ cuộc, không bị bỏ ra ngoài cái cuộc chạy, không bị loại trừ ra khỏi cái chỗ mà có thể nhận được phần thưởng với Chúa. Và ông nói là hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết điều đó. Nhưng mà khi anh em hiểu vấn đề đó rồi thì anh em phải cẩn thận trong một cái điều nữa mà ông nói là một điều hết sức là dễ dàng sai trật trong đời sống của mình, đó là khi mình nhìn vào đời sống của mình thấy nhiều phước hạnh từ nơi Chúa thì mình nghĩ rằng mình đang chạy đua. Mình nghĩ rằng tôi đang chạy thành công. Vì sao? Vì Chúa thưởng tôi, vì đời sống an ninh, vì đời sống có phước hạnh. Giống như là mình bận rộn một vài chuyện, cái mình nghĩ rằng như vậy là đủ trước mặt Chúa. Thì ông nói là tôi không muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây đi ngang qua biển, chuyện Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ đã uống nơi hòn đá thiêng liêng, và đá ấy tức là đấng Christ. Ông nói nhìn vào tổ phụ chúng ta là dân sự Chúa thì rõ ràng là họ được phước hạnh dư dật trong tất cả mọi cái phương diện của đời sống của họ. Họ là nô lệ được giải phóng ra khỏi Ai Cập. Họ được nối kết dự phần trong cái cộng đồng của dân Chúa. Họ được gọi là dân sự của Chúa, họ thuộc về cái dân Israel, là tuyển dân của Chúa. Không phải là tất cả mọi người được cứu ra khỏi Ai Cập đều là người tin Chúa, nhưng mà tất cả mọi người ra khỏi Ai Cập đều là thuộc về tuyển dân của Chúa. Họ sống trong phước hạnh của Chúa, sự ban cho thực sự của Chúa. Và ông nói là chịu Môi-se làm phép báp-têm, nghĩa là đứng dưới cái biểu tượng của Môi-se, lãnh đạo của Môi-se, là dân sự của Chúa. Đi ban ngày thì có đám mây, đi ban đêm thì có trụ lửa để hướng dẫn. Tức là họ có sự hướng dẫn của Chúa, họ có đường lối của Chúa và được có sự giải phóng của Chúa. Họ đi qua biển, quân đội của Pharaoh đuổi theo thì bị chìm ngập chết hết, còn họ thì đi như trên đất khô. Rồi trong đời sống ở trong sa mạc thì họ ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng. Ở đây thì nói là thức ăn của họ thì rõ ràng là mana Chúa ban cho từ trời, thì ăn trong phần ăn vật chất đó. Nhưng mà khi họ ăn trong cái phần vật chất thì họ phải nối kết là đây là điều thiêng liêng mà Chúa dành cho. Cái đời sống của họ phải hướng về chuyện thiêng liêng, họ phải có thứ tự sống với sự đeo đuổi sự thiêng liêng. Và khi họ uống nước trong đồng vắng mà nước chảy như sông thì họ không thể nói là đây là cái chuyện dĩ nhiên nó phải xảy ra, đây là đời sống mà họ xứng đáng để nhận, rõ ràng là một cái sự ban cho thiêng liêng. Và ở đây sứ đồ Phaolô nhắc lại đó là cái sự ban cho thiêng liêng đó, tức là qua Chúa Giêsu, vì họ uống một hòn đá thiêng liêng đã theo mình, là tức là đấng Christ. Thì chúng ta giải thích là không phải có một hòn đá cứ họ đi đâu lăn theo đó, giống như là chạy cái bánh sơ cua chạy theo. Nhưng mà ở đây nói rằng tất cả những cái hòn đá mà nó chảy nước ra, tất cả sự cung ứng về bánh hàng sống, bánh mana thì chỉ về bánh hàng sống từ nơi Chúa, và sông nước đời đời ra từ Chúa Giêsu sẽ không còn, ai uống sẽ không còn khác nữa. Tất cả những điều đó được ban cho để làm hình bóng về sự ban cho trọn đầy thiêng liêng mà họ nhận được. Thì họ nhận được tất cả những điều đó, nhưng mà câu số 5 kết luận là sông
phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Họ được phước, họ được sung mãn, họ được giàu có đầy đủ, nhưng mà họ không thành đạt được công việc của Chúa và họ ngã chết nơi đồng vắng. Họ sống một cuộc đời vô ích vô dụng cho Chúa, và cuối cùng cộng lại là không có gì hết trước mặt Chúa. Thành thử đó là cái điều mà sứ đồ Phaolô muốn xác định cho chúng ta. Đã, anh chị em biết rằng mình có một cuộc chạy, mà anh em không chạy cuộc chạy đó mà thấy cũng không chết gì, thấy vẫn sống bình thường, sung mãn, đeo đủ chuyện của mình, con cái nó vẫn thành người, nó học giỏi ra bác sĩ, kỹ sư, nó ra trường, nó lại có khi nó hầu việc Chúa nữa, thì mình xứng đáng rồi, chứ còn đâu gì mà phải than phiền. Nhưng mà quên rằng phước hạnh không phải là cái sự chấp thuận. Cái điều Chúa ban phước là vì Chúa là đấng giàu có trong sự ban cho phước hạnh. Chúa ban cho mưa nắng trên người thiện lẫn người ác. Chúa ban cho thức ăn đầy đủ cho những người biết Chúa lẫn những người không biết Chúa. Thì chúng ta không có presume, chúng ta không có giả định là chúng ta được phước của Chúa nếu những chuyện mình mong muốn được thành công. Tại vì cái sự mong muốn đó nó ra từ một cái chỗ liên hệ không để đặt Chúa trên hết. Thành thử ông nói tiếp, làm sao để mình biết rằng mình đứng trong cái thành phần của những người mà được phước mà lại vô ích, sống vô ích trước mặt Chúa, không được Chúa sử dụng mà ngã chết trong đồng vắng. Thì ông nói là mọi điều đó xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy rằng cái điểm đeo đuổi của tấm lòng của mình là gì? Tình dục xấu ở đây là evil desire, những cái điều mà ở ngoài Chúa, những điều mà mình ao ước ở ngoài Chúa. Thì khi mà chúng ta nói về cái sự ao ước của người Do Thái, khi mà họ than phiền là không có những điều mà Chúa ban cho, thì họ đòi hỏi dư hành củ kiệu của nước Ai Cập. Họ đi vào trong đồng vắng thì họ nhớ cá của xứ Ai Cập. Thì ở đây nói rằng đó là những cái điều mà họ đeo đuổi, họ đòi hỏi, họ cảm nhận mình cần trong đời sống của mình. Thì ông nói là điều mà chúng ta xem xét trong đời sống của mình đầu tiên để biết là mình đi con đường nào, là mình đang muốn cái gì, mình đang đói khát cái gì, mình điều gì quan trọng cho mình. Thì bây giờ mình hỏi, mình định nghĩa thành công là như thế nào? Mình định nghĩa thành công cho con cái mình là như thế nào? Chẳng hạn như mình nói, nó ra trường, nó lấy được vợ đẹp, con ngoan ngoãn, lo cho gia đình, lo cho cha mẹ nữa, thì rồi đồng thời nó cũng đi nhóm nhà thờ, nó cũng có công việc trong cộng đồng dân Chúa, thì mình thấy thỏa lòng. Còn nếu mà nó hy sinh, nó lại làm nhiều công việc của Chúa quá, thì lại sợ tổn thương, mất sức khỏe, những cái đòi hỏi đó, thì nhiều khi mình suy nghĩ, người ta hay nói là con cái mà thông minh thì cho đi học bác sĩ, kỹ sư, đứa nào ngu ngu cho đi học mục sư. Tự nhiên nó không làm gì được hết, cho nó làm cái công chuyện mà không cần cố gắng nhiều, không cần cố gắng cho nhiều. Thì dân Israel thì nói là thì chúng tôi, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi, tôi sống mà chỉ có lúc nào cũng phải học kinh thánh, lúc nào cũng đi nhà thờ, chỉ có chừng đó chuyện nghe giảng rồi hát thánh ca rồi làm công việc của Chúa. Thì tôi muốn có gì khác hơn, tôi muốn thành công hơn, tôi muốn sống động trong Chúa nhiều hơn. Thì sứ đồ Phaolô nói anh em phải hiểu vấn đề đó, là một khi có một sự yêu mến, đeo đuổi mà nó theo tình dục của mình, nó theo ý muốn riêng của mình, nó đặt để mình làm trọng tâm, thì chúng ta biết rằng mình đã đi sai trật. Rồi ông đưa ra bốn cái điều mà bày tỏ cái sự sai trật đó. Thì ông nói trong câu số 7 cho tới câu số 10. Ông nói cũng đừng thờ hình tượng nữa. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng bày tỏ cái sự sai trật của một người sống không đẹp lòng Chúa mà bị bỏ ra khỏi cái công việc hữu hiệu cho nước Chúa, một người không chạy cuộc chạy cách xứng đáng để mà được thưởng, đó là điều là họ có hình tượng trong đời sống của mình. Rồi sau đó thì nói về vấn đề dâm dục mà chúng ta sẽ học hôm nay. Dâm dục trong một ngày có 2 vạn người bị bỏ mạng. Rồi chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loại rắn hủy diệt.
lại chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm mà bị giết bởi kẻ hủy diệt. Thì có bốn điều ở đây: thờ hình tượng, sống dâm dục, sống thử thách Chúa và sống làm bầm trong đời sống thuộc linh. Thì điểm mà chúng ta nhắc nhở là chớ thờ hình tượng, thì vấn đề thờ hình tượng ở đây thì theo cái cách mà định nghĩa mà trong cái kinh nghiệm của dân Israel đây, đó là họ đòi hỏi những điều mà họ muốn để bảo đảm cho tương lai của họ. Điều mà những người thờ hình tượng là không phải là vì họ muốn thờ hình tượng, điểm mà họ thờ hình tượng là vì họ muốn bảo đảm cái tương lai của mình. Cho nên phải có một đấng nào đó bảo đảm, một cái thần nào đó, một cái sức mạnh nào đó, một cái quyền lực nào đó để cho họ tin tưởng vào, họ đầu tư vào đó để mà đấng đó bảo đảm cho cái tương lai của họ. Thì người thì thờ dân hiến chỗ này, người thì thờ phượng chỗ kia, người thì tạc tượng, người thì đi nhà thờ. Tất cả những điều đó đưa ra một cái vấn đề là một khi mình đặt để cái trọng tâm là cái sự an ninh của mình, đời sống bảo đảm cho cái sự mong mỏi của mình, thì chúng ta đặt trong đời sống cái sự thờ hình tượng. Và sự thờ hình tượng đó đưa ra đó là không thiết là cái nguồn lực của cái sự bảo đảm nó tới từ đâu. Thì ở đây khi dân sự Chúa thấy Môi-se lên núi chậm không xuống, ông lên núi 40 ngày để nhận lấy luật pháp của Chúa, thì họ nói như vậy thì ai bảo đảm cho đời sống mới của chúng ta đi trong sa mạc này, là làm sao cho chúng ta đi vào trong đất hứa, làm sao chúng ta có thể đạt được những điều mà được hứa cho mình. Cho nên họ nói rằng phải lập một cái thần để đưa chúng tôi đi. Về phần Môi-se là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chẳng biết điều gì xảy đến cho người rồi. Thì tôi nghĩ ông Aaron thì có lẽ muốn làm cho họ thối chí, thành ra nói nếu mà đòi hỏi họ làm gì có phải trả giá chứ chắc họ cũng không có làm. Cho nên ông nói người nào muốn con thần hướng dẫn thì đưa vàng cho tôi. Thì họ lại hết lòng đưa cho ông vàng, thì ông mới làm thành một con bò mà ở đất. Thì họ tuyên bố rằng đây là thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Rồi họ nói rằng ngày mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta chỉ ra lần trước là họ gọi con bò đó là Đức Giê-hô-va, họ gọi con bò đó là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập và cũng là đấng sẽ hướng dẫn họ trong những ngày tới. Nghĩa là con bò hay Chúa hay là ai đó cũng được, miễn là bảo đảm cho tương lai của họ. Thì đó là sự thờ hình tượng, và cái giá trị của sự thờ hình tượng là chính mình, và cái sự đeo đuổi của cái sự hình tượng là cho mình, và sự thỏa lòng của sự thờ hình tượng là sự bình an cho chính mình. Sư Apollo nói là một khi chúng ta dùng Chúa như vậy và chúng ta xem Chúa như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta giống như là dân sự Chúa ngồi mà ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn, đứng dậy mà bày tỏ cái sự thù sùng kính của mình một cách hết sức là kinh khủng. Ngoài cái sự hiểu biết đó là họ thờ phượng Chúa trong cái sự dâm dục của dân ngoài, ngay trong sự thờ phượng Chúa. Thì điều đó chúng ta có thể so sánh với đời sống của mình, là nếu mình sống với thế gian, sống với giá trị của thế gian mà mình vẫn đi nhà thờ, vẫn thờ phượng Chúa cách bình an, mình giống như cái hình ảnh Chúa đưa ra là vừa thờ phượng Chúa, vừa chơi giỡn, vừa theo ý mình, vừa theo ý Chúa, vừa sống bên này, sống bên kia, nghĩa là làm sao cũng được miễn là mình được phước hạnh, làm sao cũng được miễn là đời sống của mình được thỏa nguyện. Cho nên điểm đầu tiên đó là khi mà Chúa không phải là thứ tự ưu tiên trên hết, Chúa không phải là thứ tự ưu tiên duy nhất, thì tất cả những đeo đuổi trong đời sống của mình sẽ đi con đường sập đổ, dẫn mình xuống cái chỗ ngã chết mà thôi. Cho nên ông nói để mà thấy điều đó thì thấy cái bước thứ hai, đó là chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 2.000-3.000 người bị bỏ mạng. Ở đây ông đưa ra một cái tiến trình thứ hai, đó là khi mà mình sống trong cái sự thờ phượng thần tượng, hay là để mình trên hết, đeo đuổi cái sự ước muốn của mình và cái sự bình an cho chính mình, thì nó sẽ đưa ra một cái sự dâm loạn trong đời sống. Trong cái chỗ thì dâm loạn là sống ở ngoài cái cương kỷ của Chúa, sống không cần xem xét đến luật lệ của Chúa,
sống sống ở ngoài cái chỗ chương trình và ý định của Chúa. Thì ở trong cái chỗ nối kết này chúng ta thấy có cái sự hình tượng đi rất là trực tiếp với lại cái thái độ sống dâm dục trong đời sống của mình. Tại vì chúng ta định nghĩa rằng cái sự thờ hình tượng là cái sự chú ý đến mình ở tại trọng tâm, sử dụng mọi người khác và mọi phương tiện khác để cho chính mình, ngay cả sử dụng Chúa để phục vụ mình và đặt để chính mình làm trọng tâm trên hết, thì mọi điều khác sẽ xảy ra. Thì cái vấn đề dâm dục nó chỉ là một cái phương tiện mà sử dụng người khác, sử dụng những cái điều mà mình lòng mình ao ước, ham muốn ở ngoài mục đích của Chúa, ngoài chương trình của Chúa, ngoài giới hạn của Chúa. Thì điều đó nó rất dễ dàng xảy ra. Cái thái độ của người sống dâm dục như là người chiều theo ý của mình, đòi hỏi người khác phục vụ mình, lợi dụng những cái cơ hội để làm cho thỏa mãn của mình. Thì ở đây có thể là về phần thân xác, có thể là về phần tinh thần, có thể là về phần trong ý tưởng mà thôi, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta sống đặt để chính mình làm trọng tâm và lợi dụng mọi điều khác. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người dâm dục trong một ngày có 2 vạn người bị bỏ mạng. Thì ở đây chúng ta thấy cái điểm bắt đầu đó là khi cái sự thất bại của dân sự Chúa là thất bại cái chỗ căn bản là họ không phân biệt họ ra khỏi người dân trong xứ mà Chúa dẫn đến. Khi Chúa dẫn dân sự đến trong bản xứ thì Chúa nói người phải phân biệt người ra, sống hoàn toàn khác biệt những người trong xứ đó để không lầm lẫn là người nào là thuộc về Chúa, người nào là không thuộc về Chúa. Nhưng mà khi trong những ngày bắt đầu của họ thì họ đã sống không bày tỏ cái sự khác biệt đó, mà lại tham dự vào trong đời sống của những người chung quanh, sống giống như là dân ngoại. Đáng lẽ cách biệt để làm chứng về Chúa, đáng lẽ cách biệt để chỉ ra Chúa là ai và nước Chúa như thế nào và đạo Chúa ra sao, thì họ nói khó quá, nhiêu khê quá, không có sung sướng chút nào. Thì khi mà có cái thái độ đó thì đi hoàn toàn sai trật. Và ở trong dân sự ký đoạn 25 thì chỉ ra cái tiến trình mà họ đi từ cái chỗ thờ hình tượng đến cái chỗ sống dâm dục và làm sai trật lời Chúa. Chúng ta đọc cái chi tiết này để thấy cái tiến trình đó nó xảy ra giữa vòng dân sự Chúa, và nó xảy ra một cách rất là kinh khủng, rất là gọi là bạo mặt, không có xấu hổ chút nào, và người nào muốn chuyện gì thì cứ làm chuyện đó. Đoạn 25 của sách Dân Số Ký. Dân Israel ở tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn xin lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thờ thần Baal Pheo. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng hãy bắt đầu các trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời để cơn giận của Đức Giê-hô-va xoay khỏi dân Israel. Vậy Mô-sê nói cùng các quan án dân Israel rằng mỗi người trong các ngươi phải giết những người nào thuộc về bọn cúng thờ Baal và Pharaoh. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình hiện trước mắt Mô-sê và cả hội dân Israel đương khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc. Phinea, con trai của Eleasa, cháu của Aaron, thầy tế lễ, thấy sự này bèn đứng dậy giữa hội chúng cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ. Tay bà giữa dân Israel bèn ngừng lại, và có 24.000 người chết vì tay bà này. Cái câu chuyện này đưa ra cho chúng ta một cái sự sai trật sâu xa, một cái lối sống, một cái nhìn bất chấp Chúa, bất chấp dân sự Chúa, bất chấp điều tốt lành ở nơi Chúa, luật lệ của Chúa như thế nào. Nó bắt đầu ở cái tiến trình của cái sự khuyến dụ, là dụ dỗ của dân của dân ngoại. Vì dân Israel không có phân biệt mình ra khỏi dân ngoại, họ không chạy cái cuộc chạy mà Chúa nói, không chạy cái cách mà Chúa nói, họ sống theo ý của mình, theo chương trình của mình. Họ đã đặt để mình làm thứ tự ưu tiên, và họ đặt để cái sự đeo đuổi của mình là quan trọng, cho nên sao cũng được, miễn sao là đạt được ý muốn của mình. Thành thử chúng ta thấy một cái tiến trình được bày tỏ ra ở đây.
Thứ nhất là họ thông thông giao với lại những người thuộc về dân ngoại. Chúng ta thấy rằng con gái của dân Moab thì mời dân sự ăn xính lễ cúng các thần mình. Mới đầu thì chỉ mời thôi, mới đầu thì tối nay ở nơi đền thờ có cái lễ lớn, mời anh qua chơi, mời chị qua chơi, thì dân sự Chúa đi qua chơi, đi qua thăm. Sau đó thì bắt đầu bước vào trong sự thông công, dân sự ăn xin lễ cúng các thần tượng, dân sự ăn tức là ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống thông công. Khi mà chúng ta ăn uống giao thiệp thì bắt đầu có tình cảm, có sự nối kết và trở thành bạn hữu chung với nhau. Thì họ mới đầu làm quen, đáp ứng với lại lời mời, rồi bước vào trong cái sự làm bạn chung với nhau. Sau đó là đầu hàng để giao phó đức tin. Thì dân sự ăn rồi sao? Quỳ lại trước các thần chúng nó. Quỳ lại trước các thần chúng nó. Cái chữ tiếng Anh là chữ capitulation, là cái chữ đầu hàng, là mình không chống nữa, không chống cự nữa, mình chịu thua, mình theo phe bên họ luôn. Tức là mới đầu thì chúng nó phải sống khác, mình không sống khác. Mình bắt đầu liên hệ, mình bắt đầu sống giống, mình bắt đầu thông công, mình bắt đầu trở thành giống họ, rồi cuối cùng là mình thành ra những người của họ. Ở đây nói là Israel cúng thần và cúng thần Baal. Cái chữ tiếng Anh là so Israel join themselves to Baal appeal. Mới đầu thì được mời đến ăn uống, sau đó thì quỳ xuống thờ lại, rồi bây giờ join themselves, trở thành đếm mình, coi mình là một trong những cái thành phần của những người thờ phượng thần Baal. Cái tiến trình này nó đi rất là nhanh chóng và rất là dễ dàng. Khi chúng ta không chạy cái cuộc chạy của Chúa đặt ra, không sống trong cái đời sống thuộc linh mà Chúa kêu gọi, không đi trong cái mục đích mà Chúa cứu chúng ta để sống, thì chúng ta chỉ có con đường này để đi thôi. Đó là sống với thế gian, sống làm bạn với thế gian, sống đeo đuổi những chuyện trong thế gian, rồi cuối cùng mình giống như người thế gian. Và khi mình sống như vậy thì trước mặt Chúa có một cái thái độ hết sức là ngang tàn. Mình dùng cái chữ ngang tàn với Chúa thì cũng khó nói, tại mình thấy nhiều khi mình cũng đâu có tới nỗi, mình cũng kính trọng Chúa, mình cũng đi nhà thờ, mình cũng làm những chuyện. Nhưng mà ở đây thì vì Chúa giận với dân sự, Chúa ở đây nó là cơn giận của Chúa nổi lên cùng dân Israel. Chúa bèn sai một cơn dịch đi vào trong dân Israel, thì cái nạn dịch nó đang tấn công vào trong dân sự Chúa, thì dân sự Chúa mới đến kêu cầu cùng Chúa. Môi-se và những người yêu mến Chúa thì đến trong cái lều để họp lại, lều thờ phượng Chúa. Thì họ đang cầu nguyện, đang đeo đuổi Chúa để mà xin sự cầu nguyện đó, thì một sự xảy ra trong câu số 6 lúc nãy chúng ta đọc là khi mà Chúa nói để mà muốn chấm dứt cái nạn dịch này đó, thì phải cắt bỏ những người mà lãnh đạo các cái phần, những người đi theo dân Madian, nghĩa là cắt ra khỏi cái ảnh hưởng của tội lỗi trong dân sự Chúa. Những người mà chống nghịch, những người đi theo dân ngoại thì phải giết họ đi. Trong cái luật lệ của cựu ước thì ở đây các Môi-se nói là mỗi người trong các người phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Baal Pheo. Nhưng mà trước khi họ làm điều đó, thì trong khi họ đang còn nhóm họp đó, thì một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, tức là dẫn vào trong cái lều của mình, dẫn vào trong chỗ ở của mình, trước mắt Môi-se và cả hội Israel, đương khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc. Nghĩa là ông đi ngang ngửa, mình đang nhóm, dẫn gái của Madian đi ngang qua phòng nhóm, dẫn trong vô lều của mình. Thì cả một cái sự ngang ngược đối với Chúa. Thì ở đây Chúa bày tỏ ra một cái thái độ mà để giải quyết vấn đề của cái sự sai trật này, nó phải có một cái thái độ giống như vậy. Tức là thái độ của Phinea, con của Eliase. Ở đây thì thấy là người này thấy sự này bằng đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ, thì tay bà giữa Israel và ngừng lại. Chúa bằng lòng với cái thái độ của Phinea, đó là thái độ hết lòng sốt sắng về danh của Chúa, về sự trật tự trong nhà Chúa, về sự tuân phục lời của Chúa. Cho nên khi ông đứng lên và thi hành cái công việc đó, thì Chúa bằng lòng và Chúa ngừng cái tay vả của Chúa giữa Israel.
có 24.000 người chết vì tai nạn này. Chúng ta thấy được cái sự can đảm của Phineas, chúng ta thấy cái sự dấn thân của Phineas, cái thái độ dứt khoát của Phineas. Ông không thể ngồi đó để mà cái chuyện sai trật xảy ra trong dân sự Chúa được, không để cái thái độ khinh lờn lời của Chúa, hay là khinh lờn những người lãnh đạo trong nhà Chúa, khinh lờn sự thờ phượng của dân sự Chúa, sự cầu nguyện của dân sự Chúa. Cho nên ông đứng lên trong cái sự năng nổ của danh vinh hiển của Chúa và thi hành điều đó. Thì Chúa nhậm lời và Chúa đoán thương dân của Chúa và lời cầu nguyện của họ. Có một điểm nhỏ ở đây thì nó tại sao trong Cựu Ước thì nói 24.000 người chết, còn trong Tân Ước thì nói 23.000 người chết. Thì cái sự khác biệt thì ở đây sứ đồ Phaolô nói 23.000 người chết trong một ngày, còn cái kia thì tai vạ thì giết chết 24.000 người, thì nó không phải là chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà khi nó mới bắt đầu thì giờ dân sự thờ phượng Chúa, cầu nguyện Chúa thì trong một ngày thì đã chết 23.000, nhưng mà sau đó thì vì cái hành động của Phineas, Chúa ngừng cái tai vạ đó lại, thì chỉ có 24.000 người chết. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta viết những câu chuyện lịch sử ghi lại thì đây là những cái số gọi là round off number. Nó phải chắc chắn là 24.000 người, không dư không thiếu một người nào, hay là 23.000 người, không dư không thiếu. Nhưng mà cái vấn đề rất là thông thường là chúng ta nói số phỏng đoán. Nhưng mà ngay cả cái văn nó cũng cho thấy rằng đây là không phải là điều mâu thuẫn. Sự dĩ nói điều đó vì nhiều người nói đây cái sự mâu thuẫn cho nên chúng ta không có tin là được lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều mà chúng ta phải hỏi khi chúng ta nhìn con số này đó thì nói rằng cái điều quan trọng với Chúa như thế nào khi con dân Chúa đi con đường của tội lỗi, sống thờ hình tượng và sống buông theo sự dâm dục, theo ý muốn riêng của mình. Thì chúng ta trả lời rằng trong một ngày Chúa giết 24.000 người trong dân sự Chúa, thì hỏi điều đó có quan trọng với Chúa hay không. Và trong lời Kinh Thánh thì chỉ ra là vì đây là điều thích hợp với Chúa, đúng theo ý muốn của Chúa, cho nên công việc của Phineas được xưng là công việc của sự công bình. Ở trong Thi Thiên đoạn 106 thì chép lại cái câu chuyện này, nhưng mà tóm tắt như thế này. Câu 28, tổ phụ chúng tôi cúng thờ ba anh Phêrô ăn của lễ cúng kẻ chết. Như vậy họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ và ôn dịch bèn phát ra giữa họ. Bây giờ Phineas nổi dậy và đoán xét, và ôn dịch bèn ngừng lại. Từ đời này qua đời kia, việc đó kể cho người là công bình cho đến đời đời vô cùng. Ở đây lời Chúa nói rằng khi mà Phineas nổi dậy và đứng trong chỗ của Chúa để đoán xét, thi hành cái sự đoán xét trên tội lỗi, thì Chúa ngừng ôn dịch lại và Chúa xưng công việc của Phineas là công bình, tức là đúng theo ý muốn của Chúa và đúng theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên ông được đứng vào trong cái những người thuộc về Chúa, là những người công bình cho đến đời đời vô cùng. Điều mà chúng ta phải hiểu ở đây đó là chúng ta không có cần ngạc nhiên khi một người sống không chạy cái cuộc đua của Chúa, sống đeo đuổi phước hạnh trong đời sống hiện tại, đeo đuổi cái thứ tự ưu tiên của riêng mình, đó là những người sống trong sự thờ hình tượng, thì rất dễ dàng để đi vào cái chỗ là mình theo cái cách nào mặc dầu để mà đời sống được sung mãn. Cho nên vấn đề phạm tội tà dâm, vấn đề dâm dục trong đời sống, vấn đề đeo đuổi theo ý muốn riêng của mình thì chuyện dĩ nhiên. Chẳng hạn như nếu mà một cặp vợ chồng mà không có quan tâm gì đến công việc của Chúa, không đi nhóm họp, không học lời của Chúa, đeo đuổi chuyện riêng của mình, thì dĩ nhiên khi có hoàn cảnh tới, sự cám dỗ tới, thì làm sao ngăn ngừa được là cái chuyện mình đi con đường sai trật. Hay là một em thiếu niên sống mà không có trong lời của Chúa, mà chỉ sống với bạn, lên internet, lên online để mà tham dự những cái câu chuyện sự ảnh hưởng của thế giới xung quanh này, thì khi có cơ hội thì chắc chắn cũng sẽ đi sai trật. Cho nên chúng ta hiểu rằng khi mình không có chạy cái cuộc chạy của Chúa, hướng về Chúa, để đeo đuổi Chúa, để đeo mục đích của Chúa, thì mình sẽ chạy con đường của mình, đeo đuổi chuyện riêng của mình. Và khi đeo đuổi chuyện riêng của mình thì mình làm bất cứ điều gì để mà đạt được cái tấm lòng mà mình ước muốn.
Cho nên ở đây nó là phạm tội tà dâm, nó là cái hình ảnh của sự phạm tội tà dâm, là chiều theo ý muốn của mình, làm thỏa lòng của mình. Điều mà nguy hiểm ở đây là vừa sống trong sự tà dâm, vừa sống trong sự thờ phượng Chúa, gọi là thờ phượng Chúa, vừa có sự thờ hình tượng trong tấm lòng, nghĩa là nó cái đời sống mình nó nhìn hướng nào thì cũng thấy có phần hết, nhưng mà là không thuộc về bất cứ ai, trừ ra thuộc về mình. Nhìn trong nhà thờ thì cũng thấy có sự tham dự trong nhà thờ, nhìn ngoài đời thì thấy cũng sốt sắng trong chuyện đời, đeo đuổi chuyện gì, mà cuối cùng á là mình đeo đuổi mình và mình đeo đuổi giá trị cho mình. Cho nên ông nói là chúng ta nhớ điều đó, là Chúa đã bày tỏ thái độ là trong một ngày có 2-3 ngàn người bị bỏ mạng. Thì chúng ta phải nhớ để không có đi con đường sai trật đó. Vì chúng ta được cứu cho Chúa, chúng ta được cứu với đặc để thứ tự ưu tiên Chúa là trên hết, và Chúa là thứ tự ưu tiên số 1. Một khi Chúa không là thứ ưu tiên số 1 thì chúng ta đã thay thế Chúa trong đời sống của mình với một hiện tượng, một cái đối tượng khác hơn. Và cái giá trị của chúng ta lúc đó thì chắc chắn là chỉ cho mình và cho riêng mình. Thì cho mình thì mình sẽ đòi hỏi dư hành cũ kiệu của Ai Cập, mình sẽ đòi hỏi cá của Ai Cập, mình sẽ chê bai bánh mana của Chúa, mình sẽ đòi hỏi những điều mà thân thể, tâm thần, cuộc đời của mình muốn được thực hiện. Thì khi mình nghe những điều này thì mình nói, tôi nghe rồi, nhưng mà chúng ta phải biết rằng đây là cái khi lời của Chúa đến với dân, với hội thánh Chúa tại hội thánh Corinto. Thì đây là những chuyện không phải là chuyện tưởng tượng hay là chuyện trên lý thuyết mà thôi. Đây là những chuyện đang xảy ra trong hội thánh. Vì họ không chạy cái cuộc đua mà Chúa đặt ra cho họ. Họ sống như những người thiếu trưởng thành. Họ không đeo đuổi Chúa, họ không chạy để được thưởng, họ không có kỷ luật trên thân thể của mình. Họ đánh bá vơ, họ chạy bá vơ, họ đánh gió. Thì những điều mà báo trước ở đây đã được xảy ra trong đời sống của họ. Chúng ta thấy ở trong đoạn số 5 câu số 1 chỉ ra một điều là họ sa sút tới cái nỗi còn tệ hại hơn những người ở trong thế gian. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Mà trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình, chắc là bà mẹ kế của mình đó, thì không phải là chỉ là họ có người làm điều đó trong hội thánh mà hội thánh chả quan tâm, hội thánh không có phản ứng, hội thánh coi như là cứ để đó để cho Chúa bày tỏ ân điển của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô đã phải viết thư và nói là anh em phải loại bỏ người đó ra khỏi hội thánh. Tức là cái giá trị của hội thánh sai trật mất, không có cái sự hiểu biết lời Chúa, không có cái sự đoán xét phân định đúng theo giá trị mà làm cho Chúa được vinh hiển. Cho nên điều đó cũng sứ đồ Phaolô nhắc lại rồi đây, chuyện của anh em không phải chỉ một người đó đang làm thôi, mà anh em nhiều người cũng đang làm nữa, khi ông nói rằng anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩa chăng? Tức là trong nhà thờ có người thì đi nhà thờ buổi sáng, rồi buổi chiều đi đền thờ của dân ngoại, thì vô nhà thờ thì hát thánh ca, cầu nguyện dân hiến tôn đại Chúa. Vào trong đền thờ dân ngoại thì cũng ăn của cúng, rồi làm chuyện dâm loạn với những người trong đền thờ, mà thấy bình thường, thấy đây là đời sống dĩ nhiên, vì nó thỏa mãn chính mình và nó cho mình thấy có sự bình an, phước hạnh của cả những phước hạnh đến từ nơi Chúa và những cái phước hạnh mà bảo đảm bởi những thần của dân ngoại. Sứ đồ Phaolô nói anh em phải để ý là đó là một điểm hết sức là kinh khủng. Chúng ta không thể đi con đường đó mà có thể đứng ở ngoài cái sự đoán phạt của Chúa. Như mấy người kia trong họ theo lời chấp rằng dân sự ngồi ăn uống và đứng dậy mà chơi giỡn. Trong một ngày có 2-3 ngàn người bị bỏ mạng. Nhưng ông nói, nhưng mà đó là trong cái thái độ chúng ta sống hàng ngày, trong cái giá trị đeo đuổi của chúng ta, nhưng mà thái độ của chúng ta đối với Chúa thì sao? Và đối với người của Chúa thì sao? Đối với những gì mà mình biết được từ nơi Chúa thì ông nói có một cái thái độ, đó là thử Chúa, hay là tôi dùng cái chữ là giỡn thử Chúa. Có một cái thái độ đối với Chúa mà hết sức là hỗn hào, hay coi thường, còn coi khinh Chúa nữa. Thì ở đây nó là cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt, lại cũng chớ làm bầm như mấy người trong họ làm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt.
Thì đây đầu tiên cái phần số 3 này thì tôi dùng cái chữ là đừng ý y thử Chúa mà tưởng rằng đó là Chúa cho phép mình có cái chỗ đứng để mà thử y Chúa hay là giỡn thử Chúa, coi thường Chúa mà Chúa vẫn chịu đựng được. Có 4 điều mà chúng ta đã học và đang học qua, đó là vấn đề thờ hình tượng, vấn đề dâm dục, đi theo đường lối riêng của mình. Và điều ở đây là với sự sống trong sự liên hệ với Chúa hay là trong thái độ của chúng ta đối với Chúa thì giỡn thử Chúa. Cái chữ giỡn thử Chúa này là một cái chữ rất là dễ hiểu nhưng mà nó cũng rất là khó khăn để mà thấy được trong đời sống của mình. Tức là mình xem Chúa nhẹ quá, xem Chúa thường quá, không có kính nể Chúa, không có coi trọng Chúa. Nghĩa là trong môi miệng của mình thì vẫn thờ tôn, nhưng mà trong thái độ của mình khi mình làm buồn lòng Chúa thì mình coi như phơ. Mình biết là mình làm này thì Chúa buồn, nhưng mình nói cũng sao kệ, Chúa chịu được, hay là Chúa sẽ nhẫn nại, Chúa sẽ không phạt mình. Cho nên cứ coi thường qua mặt Chúa và coi thường lời của Chúa, làm những cái chuyện giống như con cái trong nhà, nó biết cha mẹ không muốn những điều đó, không đồng bằng lòng những điều đó, nhưng mà vì nó muốn, vì nó coi là cái chuyện nó muốn quan trọng hơn chuyện của cha mẹ muốn, thì nó làm chuyện của nó. Thì mình ở trong cái chỗ thử thách Chúa cũng vậy. Cái chữ thử thách Chúa ở đây, cái chữ thử này là cái chữ làm thêm gánh nặng để coi lúc nào gãy bể, cái tiếng Anh là stress test. Tức là mình muốn thử cái gì, coi thử cái mức độ sức mạnh nó tới đâu, thì mình thêm cái gánh nặng để thêm cái điều đó. Chẳng hạn như mình muốn thử cái cầu mà mình xây xong coi có bao nhiêu xe chạy qua được, thì mình đem xe truck, xe đồ lên mình đậu trên đó, coi thử nó có bị nứt hay không. Rồi càng nặng bao nhiêu thì mình càng thử bao nhiêu. Thì ở đó cái chữ là stress test là như vậy, là đem cái sức mạnh tới để đè lên coi thử là nó chịu nổi tới mức nào. Nghĩa là mình thấy là cái một người mà khiêng nặng mà muốn chứng minh là mình có thể khiêng nặng hơn, thì mình đứng đó để rồi chất thêm cái những gánh trên mình thì sẽ thấy được. Thì ở đây cái chữ là mình biết là Chúa là đấng thánh khiết, nhưng mà mình thử là cái thánh khiết đó tới mức nào thì mới bày tỏ ra trong đời sống của mình, trong sự đoán phạt của Chúa. Nhưng mà một cái điều mà cũng nên chú ý tới là cái chữ là cũng chớ thử thách Chúa. Thì cái chữ Chúa này không phải là cái chữ Lord, cái chữ mà nói về Chúa, cái chữ là chữ Christ. Cũng đừng thử thách Christ, đừng thử thách đấng Christ. Thì mình nói tại sao có đấng Christ trong cái chỗ đứng này. Thì chúng ta đã thấy điều đó trong câu số 3, số 4 ở phía trên. Khi Phaolô viết rằng các tổ phụ chúng ta cũng đã ăn một thứ ăn thiêng liêng, uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nên một hòn đá thiêng liêng theo mình là đá ấy là đấng Christ. Tức là nói là trong cái sự liên hệ của Chúa với họ thì Chúa là đấng cung cấp mọi điều. Chúa là đấng hiện diện trong đời sống của họ trong sa mạc. Tất cả sự sống của họ, tất cả sự cung ứng cho đời sống của họ là qua quyền của đấng Christ và cái sự liên hệ mà Chúa ban cho của họ là đấng Messi. Thì ở đây và đấng Christ với dân sự Chúa trong thời cựu ước thì nó là một cái hình ảnh gián tiếp. Nhưng mà với dân sự Chúa trong thời điểm của Hội Thánh Côrintô và trong thời điểm của chúng ta là rất là trực tiếp. Chúng ta sống trực tiếp trong sự liên hệ với Chúa. Thì ở đây điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn làm là nói rằng cái điều mà xảy ra trong dân sự của Chúa thì cũng trong cái sự liên hệ với Chúa, giống như là chúng ta trong hội thánh đang sống trong sự liên hệ với Chúa. Thì ông dùng cái chữ đó ở đây để nói rằng chúng ta chớ thử thách đấng Christ như là những người đã thử thách Chúa trong đồng vắng. Nghĩa là cái lúc mà họ thử thách Chúa thì họ thử thách chính đấng Christ, là đấng ban cho họ sự sống, ban cho họ nước uống, ban cho họ bánh ăn, ban cho họ những cái sự nối kết thiêng liêng trong sự liên hệ mà họ phải có với chính Đức Chúa Trời. Thì cái chữ này cho thấy rằng điều mà nói với lại dân sự của Chúa thời xưa là điều mà chúng ta phải cẩn thận trong đời sống của mình.
đây không phải là chuyện thời xưa của lịch sử không, đây là chuyện mà xảy ra là là khi dân Israel thử thách Chúa, chối từ Chúa, là làm cho Chúa nặng lòng, làm phật lòng Chúa, thì cái tiến trình đó, cái kinh nghiệm đó hay là cái thái độ đó vẫn xảy ra và đang xảy ra trong hội thánh Chúa, và sứ đồ Phaolô đang muốn chỉ điều đó ra. Điều tôi nói đây không phải là cái chuyện xa vời của dân sự Chúa thời xưa, nhưng mà chính Đấng Christ là những điều họ là Đấng mà đang bị họ thử nghiệm, thì anh em cũng đang thử nghiệm Chúa nếu anh em đi chỗ sai trật này. Thì cái chỗ sai trật của họ là chỗ nào, thì ở trong dân số ký đoạn 21 chỉ ra nó cũng là cái lời than phiền của họ, như là mọi cái sự than phiền bình thường mà họ thường than phiền. Nhưng lần này thì họ than phiền đối với lại cái sự liên hệ của họ đối với Chúa. Ở trong đoạn 21 câu số 5, số 6. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xe chúng tôi đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã gớm các đồ ăn đạm bạc này. Đức Giê-hô-va sai con đắng lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Thì cái thái độ của họ thì như chúng ta đã đọc trong đoạn 11 rồi trước đây, thì họ đòi cá ăn tại Ai Cập, họ đòi linh hồn của họ, nói linh hồn chúng tôi bị khô héo vì không có gì hết, không có dư chuột, dư gan, củ kiệu, củ hành, củ tỏi, than phiền những điều đó. Nhưng ở đây thì nói rằng họ than phiền về Chúa, về cái điều mà Chúa ban cho. Họ nói là we detest this miserable food, họ nói là linh hồn chúng tôi ghê gớm những thứ ăn đạm bạc này. Mình tưởng tượng trong gia đình mình đi làm về, vợ nấu cơm để ra trên bàn, ngồi xuống mình nói tôi ghê tởm thức ăn đạm bạc này. Mình thì nói được câu đó, nói một lần hết ăn. Nhưng mà họ thì than phiền với Chúa, bày tỏ là họ không thỏa mãn với Chúa, không bằng lòng với chuyện của Chúa. Họ coi thường cái sự nhẫn nại của Chúa, sự tốt lành của Chúa. Nghĩa là điều mà họ quan tâm là không có gì liên hệ tới sự vinh hiển của Chúa, không có làm vừa lòng Chúa, họ chỉ muốn chuyện riêng của mình và đeo đuổi cái điều ước muốn riêng của mình. Thì chúng ta thấy cái thái độ đó một lần nữa là những người sống với Chúa, trong Chúa, nhưng yêu mến thế gian, và điều họ đeo đuổi là họ đi cả hai bên, họ muốn Chúa để được phước lành. Và ở đây thì nói là vì thế họ thử Chúa, và họ càng đòi hỏi điều đó bao nhiêu, cầu xin với Chúa bao nhiêu, thì nó chỉ là cái sự than phiền đối với Chúa, bày tỏ ra là mình không có sống động trong cái sự giàu có mà Chúa dành cho. Ở trong Roma đoạn số 2 thì chỉ ra rõ ràng thêm cái hình ảnh này. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung của Chúa, khi ông viết ở trong đoạn số 2 của sách Roma: và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc gì ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự an năng sao? Ở đây thì với những người tại Hội Thánh Roma thì ông chỉ ra là chúng ta rất dễ dàng để lên án những người khác trong sự sai trật của họ, tội lỗi của họ, sự dâm loạn trong đời sống, sai trật trong đời sống của họ. Nhưng mà ông đưa ra đó là nếu mà mình nói những người khác mà mình cũng phạm tội những điều đó thì rõ ràng là mình đang coi thường Chúa. Mình khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ Chúa, sự nhịn nhục của Chúa, sự khoan dung của Chúa. Mà khi Chúa nhân từ, Chúa nhịn nhục, Chúa khoan dung mà không phạt mình liền thì mình coi như là Chúa mở đèn xanh để mình cứ thi hành điều đó. Sứ đồ Phaolô nói anh em không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời để đem đến sự ăn năn sao? Tức là mình thử cái giới hạn đối với Chúa, mình đẩy tới cái mức coi thử là Chúa chịu đựng tới lúc nào. Điều mà sứ đồ Phaolô nói rằng có một cái mức hạn mà chúng ta không thể đi qua được. Có một cái mức hạn mà khi chúng ta đối diện với Chúa, thử thách Chúa, đẩy cái vòng ranh giới của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa, thì sẽ có ngày
cái ranh giới đó không còn du di nữa. Điều mà chúng ta biết rằng có những chỗ mà tiếng Anh gọi là the point of no return, đi khỏi cái mức đó thì không thể trở lại được nữa. Giống như khi mình chạy cái xe xuống dốc mà phía ở đằng trước nó có cái hố đó, thì tới cái mức nào đó mà mình không thắng lại thì nó sẽ chắc chắn rớt xuống hố, thì không có cách nào mà thắng lại. Thì nó có point là point of no return. Điểm là với mỗi cá nhân nó có một cái thời điểm khác nhau, không phải ai cũng có cái thời điểm giống nhau đó, nhưng mà mỗi người đều có cái point of no return, mỗi người đều tới cái mức mà nếu mình đi qua điều đó coi thường Chúa thì sẽ không có cách nào để trở lại trong sự ăn năn, không có cách nào để mà có thể trở lại với Chúa mà sống trong cái sự ban cho ân điển của Chúa. Điều mà chúng ta không biết rằng mình sẽ tới cái mức đó lúc nào. Có những người thì chạy mình thấy quá sức lung tung hết mà sao Chúa vẫn còn cho nó sống. Có những người mới có đụng đại cái là mất tiêu rồi. Thì mình không biết là điểm đó như thế nào với mỗi người, vì Chúa biết tấm lòng của mỗi người. Nhưng mà chắc chắn có những người có một cái mức mà chúng ta không thể qua được. Khi chúng ta thử Chúa thì ở đây sứ đồ Phaolô nói chúng ta chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ. Vì sao? Vì đã bị loài rắn hủy diệt, Chúa sai rắn đến để mà hủy diệt dân Chúa. Ở trong hội thánh đầu tiên thì chúng ta biết có hai vợ chồng Anania và Sapphira thử Chúa. Và khi họ thử Chúa thì thấy cái chuyện thử Chúa của họ thì quá tầm thường, cái chuyện làm hoài chứ đâu có gì đâu. Tức là họ bàn nhau là mình bán đất để mà dân cho nhà thờ. Điểm mà họ muốn là trong hội thánh công nhận là đây là những người xuất sắc hầu việc Chúa, rộng lượng trong sự rộng rãi trong sự dâng hiến Chúa, cho nên họ bán được 100.000 thì họ giữ lại 10.000, 20.000 gì đó không mình biết được. Nhưng mà nói là đây là tất cả những cái điều mà tôi bán được thì mình thấy đâu có gì chết đâu, nhưng mà chết. Và cái chữ sứ đồ Phaolô nói rằng sao ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa chân của những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa họ cũng sẽ đem ngươi đi luôn. Cả hai vợ chồng cross the point, cross the line. Hai vợ chồng thử thách Chúa và khám phá rằng đây là một con đường dẫn đến cái sự đoán phạt rất là rõ ràng. Ngay trong Thi Thiên 50 mà chúng ta học hôm nay để trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta nghe Chúa nói rằng những cái sự tội lỗi mà xảy ra trong dân sự Chúa thì Chúa nói rằng đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật như y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy hỡi người quên Đức Chúa Trời khá suy xét điều đó, kéo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng? Chúa nói là trong ân điển của Chúa có chỗ Chúa nín lặng, có thể Chúa dung thứ chịu đựng. Ngươi đừng có khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung của Chúa, mà không nhận biết rằng lòng nhân từ của Chúa để đem ngươi đến sự ăn năn. Nếu ngươi cứ làm điều đó, tưởng rằng ta giống y như ngươi, tưởng rằng ngươi muốn sao thì cũng được, thì ta sẽ trách phạt ngươi và trương điều đó ra trước mặt ngươi, và thì ta xé xác ngươi thì không ai có thể giải cứu được. Chúa nói là một khi Chúa chấm dứt cái chỗ công việc của ân điển, đời sống của chúng ta sẽ không còn chỗ để mà không còn để mà có thể quay lại. Thì như chúng ta nói đây không phải là cái chuyện lý thuyết. Ở trong hội thánh Corinto họ đang đi qua những cái kinh nghiệm này. Họ sống ở ngoài Chúa, họ sống không chạy cái cuộc chạy mà Chúa đặt ra, không đi theo mục đích sống của Chúa, đánh ba vơ, chạy theo ý riêng của mình, coi phước hạnh là điều đầy đủ. Thì họ thử nghiệm Chúa tới cái mức mà những đổ vỡ đến trong hội thánh, trong gia đình của họ một cách rất là rõ ràng. Cho nên sáng hôm nay chúng ta biết là người hội thánh Corinto đối diện với lời của Chúa trong thời của sứ đồ Phaolô. Chúng ta sáng hôm nay đối diện với lời của Chúa thì chúng ta phải rất là cẩn thận để gieo mình trong ân điển của Chúa. Khi chúng ta có trong sự sai trật nhưng chúng ta không thử Chúa, không có ý y về phước hạnh của Chúa, không ý y rằng tội lỗi được dung túng, cũng không ý là Chúa cho phép mình có cái quyền hay là có cái chỗ để mà thử Chúa. Nhưng mà điều trước khi chúng ta đi tiếp cái phần cái điểm thứ tư là cũng chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm, thì tôi chỉ muốn có cái sự nhận biết này, đó là trong cái câu chuyện xảy ra này, khi mà Chúa sai rắn lửa đến để giết họ thì họ hoảng sợ và họ thấy nhiều người bị chết, cho nên họ kêu cầu cùng với
cùng với Môi-se để cầu nguyện trước mặt Chúa, thì Chúa sai Môi-se làm một con rắn bằng đồng treo lên cây cột, và hễ người nào bị rắn lửa cắn thì nhìn vào trong cái con rắn lửa bằng đồng đó thì được cứu. Thì cái hình ảnh đó nói về sự thương xót của Chúa tại thập tự giá của Chúa Giê-xu, khi Chúa nói trong Giăng đoạn 13 câu 4, Giăng đoạn 3 câu 14 rằng xưa Môi-se treo con rắn trên đồng quán thế nào thì con người cũng sẽ bị treo trên lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Ngay trong cái sự phán xét của Chúa, Chúa cũng mở một con đường cho những người thực sự ăn năn có một cái chỗ để trở lại với sự ban cho của Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng những sự đoán phạt này là đoán phạt của ân điển của sự ban cho của Chúa để chúng ta có thể trở lại trong sự ăn năn. Nhưng mà một điểm nữa mà nêu ra ở đây đó là cái sự làm bầm, cái chữ làm bầm. Lại cũng chứ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm. Cái chỗ thử Chúa là sự liên hệ đối với Chúa, nhưng mà cái làm bầm này là cái sự kinh nghiệm và cái sự liên hệ đối với nhau trong cộng đồng dân Chúa. Cũng chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Ở đây cái chữ kẻ hủy diệt là cái vị thiên sứ mà chúng ta nói thiên sứ của sự chết, khi mà 10 tai vạ ở xứ Ai Cập thì thiên sứ đi qua trong xứ Ai Cập và các con đầu lòng của người Ai Cập bị giết đi đó. Thì đó là cái The Destroyer mà Kinh Thánh nói thường xuyên tới. Chúng ta thấy thiên sứ này cũng giết 180.000 quân đội của dân Assyria. Thì ở trong đoạn 14 của sách Dân Số Ký thì nói về cái lúc mà họ làm bầm đối với Chúa và làm bầm đối với những người lãnh đạo mà Chúa đặt để trong họ là Môi-se và Aaron. Câu số 1 cho tới câu số 4 viết như thế này: cả hội chúng bèn cất tiếng la lên và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel làm bầm cùng Môi-se và Aaron. Cả hội chúng nói với hai người rằng: chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai Cập hay là đã chết trong đồng vắng này, vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã, và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi, vì phần chúng tôi há chẳng khá trở về Ai Cập hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng: chúng ta đã lập nên một quan trưởng và trở về xứ Ai Cập đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Họ đang ở Kadesh Barnea, Chúa dẫn họ tới xứ Canaan. Trước khi vào đất hứa thì họ đang đứng ở ngưỡng cửa đất hứa, thì họ sai 12 thám tử vào trong đất hứa đó. Thì 10 thám tử trở về và nói không cách nào vô được, tại vì có những người dè dặt hiên ngang ở trong đó, không cách nào để mình có thể đánh bại họ được. Chỉ có Caleb và Joshua nói rằng chúng ta nên tin nơi Chúa mà bước vào. Thì dân sự cất tiếng la khóc lóc và làm bầm cùng Môi-se và Aaron. Họ chống nghịch lại với Môi-se và Aaron và nói rằng thà trở về xứ Ai Cập làm nô lệ còn hơn là ở đây đi suốt đây tưởng là vô nơi đất hứa, mà tới đây là phải tranh chiến với vô đất hứa, mà tranh chiến đánh gì nổi, cho nên chi mình cũng sẽ bị chết. Thì ở đây là cái sự làm bầm đối với cái người lãnh đạo, đối với cái người mà Chúa sai phái đặt để giữa vòng của mình. Cái chữ làm bầm này thì tiếng Việt nó cũng hay, đó là cái chữ làm bầm là cái chữ mà mình nói mà nói không có rõ, mình làm bầm trong cái hơi của mình. Tiếng trong nguyên bản là cái chữ gần guzzle, tức là nó dùng cái chữ mà mình nghe nó người ta làm bầm, người ta nói chuyện với nhau nhỏ nhỏ mà không muốn cho mình nghe đó. Mình đi ngang cái nhóm nào mà nó đang nói xấu mình, mình nghe đang nghe gì cái mình tới gần nó im trắc. Thì là cái hình ảnh này, nghĩa là họ làm bầm, họ bàn tán với nhau, họ nói xấu sau lưng, họ chửi bới, họ làm nhiều thứ nhưng mà không dám nói ra mặt, mà không bày tỏ cách rõ ràng. Thì Chúa dặn dân sự Chúa và Chúa cho thiên sứ Chúa giết 14.000 người trong cái trường hợp này. Điều mà rõ ràng ở đây là họ không thỏa lòng với Chúa, cho nên họ không thỏa lòng với dân sự Chúa, công việc Chúa, người của Chúa. Nghĩa là tất cả đều là cái sự bất tuân đối với Chúa, nhưng mà cái thái độ sống với người khác, nhất là với công việc của Chúa và sự lãnh đạo trong cộng đồng dân Chúa, thì mình hay chê than, mình đòi hỏi nhiều thứ. Mình chê từ mục sư xuống người dạy trường Chủ nhật, mình chê từ nhà Chúa tới buổi nhóm tới giờ nhóm, thứ gì mình cũng chê được hết.
Tại vì sao? Tại vì nó là trong tấm lòng của mình, nó là cái lòng hay chê thì đụng gì cũng chê được. Ở đây thì cái chữ là cái làm bầm đó, nó nói lên một cái thái độ của cái sự thờ hình tượng trong lòng, đặt mình làm chủ, coi cái vấn đề ý muốn của mình là cao trọng hơn hết, không có quan tâm tới vấn đề là đạp lòng Chúa hay không, cho nên thử thách thử Chúa, nói sai trật về Chúa và về người của Chúa, làm bầm với công việc của Ngài. Thì điều này là điều mà chúng ta cũng nhìn lại. Mình nói cái chuyện làm bầm thì cũng có xảy ra, nhưng mà Chúa nói ở đây, sứ đồ Phaolô nói là khi mình thấy cái làm bầm đó, nó không phải chỉ là cái tật hay là cái thói xấu hay là cái điều gì đó mà nó một phần sai trật nhỏ thôi, nó là cả một cái hệ thống đang cai trị trong lòng của mình đó. Cái người mà làm bầm tức là người không thỏa mãn với Chúa, không đầu phục Chúa, không đặt đức tin nơi Chúa, không để thứ tự ưu tiên mình đúng, để đặt mình ở giữa, đặt mình làm quan sát, là một cái chuyện nhỏ. Chúa nói là anh, tôi chẳng muốn anh em không biết đây là cái điều mà anh em đang đi con đường sai trật đó, là anh em đi ở ngoài cái cuộc đua của Chúa, anh em không có đãi thân thể mình, miệng mình, môi miệng mình, cách thái độ của mình cách nghiêm khắc để làm cho đúng theo ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để xem lại những điều này trong đời sống của mình. Tôi muốn kết thúc với lại cái phần Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn số 3. Sách Hebrew đoạn số 3 thì một lần nữa ôn lại những câu chuyện này. Đây là chuyện hết sức là quan trọng vì chúng ta thấy nó xảy ra trong Cựu Ước. Rồi sứ đồ Phaolô nói là mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu xa như tổ phụ chúng ta đã buông mình. Rồi nói thêm mà những sự ấy có nghĩa hình bóng hoặc là lưu lại truyền cho chúng ta, khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Thì lại một lần nữa tác giả Hebrew lại ôn lại nguyên cái câu chuyện này và nhắc lại chúng ta phải sống như thế nào. Thì đây giống như để phần áp dụng, chúng ta đã học những điều này thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào, cẩn trọng như thế nào trong liên hệ với Chúa. Chúng ta đối diện với phước hạnh của Chúa, không có ý nó là sự chấp thuận. Chúng ta không ở trong cái tội lỗi dung túng trong sự thờ phượng hình tượng trong đời sống của mình, thứ tự sai trật, đeo đuổi chuyện riêng biệt của mình mà nghĩ rằng chuyện của Chúa. Rồi mình thử Chúa, mình đẩy Chúa, mình thử nhau, mình làm bằng với nhau, tất cả những điều đó mình nghĩ là ok. Hebrew đoạn 3 bắt đầu từ câu số 7. Cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm, mà còn thử để dò xét ta. Nhân đó ta giận dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Này là lời thề ta lập trong cơn thịnh nộ rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Hỡi anh em hãy giữ lấy, kẻo có ai trong lòng anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ được Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Rõ ràng là cái câu chuyện tóm tắt của sách Corinto mà chúng ta đang học thì được ôn lại ở đây. Anh em hãy giữ lấy, kẻo trong anh em có lòng giữ và chẳng tin, trái bỏ được Chúa Trời hằng sống chăng? Xuống câu số 15. Trong khi còn nói rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Và ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người được nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? Đức Chúa Trời giận ai trong 40 năm, há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thay họ đang ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai không được vào sự yên nghỉ của Ngài, há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Vậy chúng ta thấy những người đó không thể vào được vì cớ không tin. Ở đây tác giả Hebrew nói rằng anh em nghĩ rằng Chúa đang nói với ai? Có phải nói với những người đã biết Chúa, đã vào trong hội thánh, đã kinh nghiệm sự thờ phượng Chúa, đã biết lời của Chúa như thế nào, đã kinh nghiệm sự ban cho của Chúa, nhưng mà thay họ ngã trong đồng vắng thời xưa như thế nào thì sự sai trật đoán xét của Chúa cũng sẽ xảy ra trong hội thánh Chúa, và chúng ta thấy những người ấy không thể nào vào đó được vì cớ không tin. Xuống đồng 4 câu 1 câu 2. Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng những lời họ nghe không ít chi hết. Vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Trong khi nghe chẳng nhận thuộc về mình. Vì sao hôm nay có ai chúng ta đang nghe mà nói cái này vợ tôi nghe chắc xứng đáng.
hay là cô đó hay là anh đó phải chi có mặt đây để nghe, hay là tôi mong là cái người ngồi đằng sau tôi đó nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Nhưng mà Chúa hỏi rằng có ai trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình, vì Chúa đang phán với mỗi chúng ta. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết, đây là điều phải biết để sống. Lạy Chúa, chúng con biết, xin Chúa giúp chúng con sống trong sự vâng phục cho sự vinh hiển Chúa, cho nước của Ngài, để chúng con được tận hưởng sự vinh diệu của ân sủng Chúa, để chúng con thành đạt cuộc chạy mà Chúa đặt để trước mặt chúng con cho công việc Chúa và nước Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen.